Chào cả nhà, chào tất cả anh em, tất cả chị em, gia đình mình đang theo dõi video của Khanh hôm nay. Hôm nay Khanh sẽ cập nhật tất cả những cái gì liên quan đến chiếc Hyundai i10 và phiên bản này là phiên bản hatchback, tức là bản 5 cửa gồm có số sàn và số tự động, dành cho tất cả những gia đình mình đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i10. Và Khanh cũng xin phép nhấn mạnh lại là hiện tại Hyundai i10 các bạn mua, gia đình mình mua sẽ được bảo hành từ 3 năm lên đến 5 năm, chứ không còn bảo hành 3 năm nữa. Lưu ý với giùm Khanh, đây là một cái điểm mạnh của Hyundai tại thời điểm tháng 3 trở về sau. Và gia đình mình mua tại chỗ Khanh thì cũng đừng lo lắng, thì mình được bảo hành toàn quốc, không nhất thiết phải quay lại chỗ Khanh. Đó là điểm mạnh của hệ thống. Khi anh em mua xe trong một cái hệ thống lớn thì anh em có thể bảo dưỡng, bảo hành tất cả đại lý. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính. Đây là cái chiếc xe Hyundai i10, giá lăn bánh như thế nào. Nếu anh em đang theo dõi video của Khanh, nếu cảm thấy yêu thích những cái của Khanh chia sẻ thì nhờ nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu lại chi tiết trang bị trên chiếc xe này và những nâng cấp có thể làm được dành cho những ai, những anh chị, anh em đang quan tâm đến chiếc xe, đang tìm hiểu chiếc xe. Và những anh chị nào, anh em nào đã quan tâm đến chiếc xe và tìm hiểu rồi, chỉ quan tâm đến vấn đề giá, thì mình coi thẳng phía cuối video giúp giùm Khanh. Video phần cuối sẽ chia sẻ rất là rõ giá bán hiện tại, giá lăn bánh thời điểm tháng 3 này dành cho tất cả những ai quan tâm. Đầu tiên đây là chiếc xe Hyundai i10. Thì đối với Hyundai i10, gia đình mình mua xe về có đầy đủ trang bị nếu lấy phiên bản số tự động. Đầy đủ trang bị có nghĩa là gì? Mình sẽ có sẵn là cảm biến da. Đây là một cái trang bị rất là cần thiết khi mình mua một chiếc xe đi trong thành phố. Và đối với những ai đang sử dụng một chiếc xe nhỏ gọn, có cảm biến da thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đối với Hyundai i10 thì anh em mình, gia đình mình mua về sẽ nhận thêm được chiếc cảm biến da, chiếc camera da trên xe. Đó là quà tặng của bên Khanh dành cho mình. Như vậy cảm biến da, camera da là sẽ có đủ. Đối với xe Hyundai i10 thì gia đình mình lưu ý giúp giùm Khanh là cái bánh phía sau của phiên bản số tự động này, nó là thắng đĩa, thì sẽ giúp cho mình tăng thêm mức độ an toàn khi sử dụng chiếc xe. Đây là chiếc xe thắng đĩa duy nhất trong cái phân khúc Brio, Wigo, vân vân. Gia đình mình lưu ý giúp Khanh nha. Thắng đĩa thì nó sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều về tản nhiệt. Đây là phần ghế của chiếc Hyundai i10 thì nó đã được bọc ghế rồi ạ. Đây ghế từ nhà máy, nó là ghế da từ nhà máy nha. Nó cái phần ngồi á thì nó là pha nỉ, ghế da pha nỉ. Đối với Hyundai i10, đây là cụ thể là chiếc xe số tự động, thì nó sẽ được trang bị là hệ thống cân bằng điện tử. Đây, anh em xem, đây là hệ thống cân bằng điện tử có sẵn trên chiếc xe rồi. Một cái tính năng mà an toàn gần như trong cái phân khúc này ít có chiếc xe nào có. Cân bằng điện tử, thắng đĩa phía sau. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe. Đối với Hyundai i10 phiên bản số tự động thì gia đình mình sẽ sử dụng là nút đề Start-Stop. Phiên bản số sàn bản đủ cũng là nút đề Start-Stop luôn. Thì khi đi ra ngoài, gia đình mình chỉ cần bấm cái tay nắm cửa. Ở đây nó có một cái nút nhỏ. Đây là cái tay nút lóc cửa. Thì khi gia đình mình bấm lóc cửa lại, thì đối với gia đình mình mua xe tại chỗ Khanh sẽ có thêm một chức năng nữa. Đó là chức năng lên kính tự động. Khi mình bấm lóc cửa lại, giả sử gia đình mình chưa có lên kính thì nó sẽ tự động chạy kính lên luôn. Sẽ giúp cho gia đình mình không bị quên nước vào trong xe, không bị quên sẽ mất trộm đồ trên xe. Tuy cái tính năng này nhỏ nhưng mình sẽ mang lại những cái tính tiện dụng hơn rất là nhiều. Và khi mà gia đình mình bấm lóc cửa lại thì gương hậu của xe cũng tự động xếp lại luôn. Thì câu chuyện là gia đình mình ngồi quán cà phê, chỉ cần nhìn thấy gương hậu xếp lại là biết chắc chắn rằng 100% tất cả các kính cửa đã được chạy lên và chiếc xe đã được lóc cửa. Như vậy nó sẽ tiện cho mình trong quá trình sử dụng xe. Ngoài ra khi anh em mình mua xe tại chỗ Khanh, 4 cánh kính cửa này nó sẽ thành tự động một chạm. Có nghĩa là anh em nhấn một cái tự động nó sẽ chạy xuống, anh em kéo lên tự động nó sẽ chạy lên. 4 cánh kính cửa luôn, chứ không phải là một cánh kính cửa tài xế như nguyên bản chiếc xe.
Đó là những cái tiện ích mà bên Khanh muốn gửi đến cho gia đình mình khi mua xe tại đại lý. Đối với chiếc xe khởi đầu thì gần như gia đình mình hay quan tâm đến là cái việc tiêu hao nhiên liệu trên chiếc xe này như thế nào. Thì đối với Hyundai i10, chiếc xe 1.2 lít, gia đình mình sẽ đi với mức tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất họ công bố là 5 lít 1 và 7 lít 4 nếu gia đình mình đi đường trường và đô thị. Và thực tế thì mình chạy nó cũng tùy thuộc vào chân ga, nó sẽ hơn cái con số công bố của nhà sản xuất tầm nửa lít cho 100 km chạy. Đây là chiếc xe số tự động 4 cấp. Gia đình mình lưu ý giùm Khanh thì nó sẽ giúp cho, đối với cái xe Hyundai i10 này, nó sẽ giúp cho gia đình mình lái xe nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều khi gia đình mình đi trong thành phố. Một chiếc xe tiêu hao nhiên liệu trong thành phố khoảng 7-8 lít thì nó là quá hợp lý, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ vào phía trong chiếc xe xem thử xem là nội thất ở trong nó có gì. Về phần nội thất Hyundai i10 phiên bản số tự động thì gia đình mình có thể nhận biết ngay được là cái nền màu đỏ nè, cái nền màu đỏ ngay táp lô phiên bản số tự động. Rồi đối với phiên bản đủ số sàn thì nó vẫn có màn hình, vẫn có xài nút bấm trên vô lăng như phiên bản số tự động này. Gia đình mình lưu ý giùm Khanh thì màn hình này nó sẽ có những kết nối FM, AM, USB, Bluetooth. Rồi đây là hộp số tự động, có cả chế độ là lái bán tự động, tức là gia đình mình đi vượt mặt nè. Tuy máy 1.2 thôi nhưng nếu mà gia đình mình sử dụng đúng cách thì nó vẫn mạnh như cái máy 1.3, 1.4. Rồi trên vô lăng thì đây là chiếc xe được trang bị là vô lăng bọc da. Đây là vô lăng bọc da nha. Rồi có tích hợp phím bấm bên trái nè, bên phải là đầy đủ. Anh em có thể xem những cái mức tiêu hao nhiên liệu. Thì đây là một chiếc xe đi trong đô thị nhỏ gọn, giúp cho gia đình mình dễ dàng di chuyển. Thì nó trang bị như vậy là rất là đầy đủ rồi. Còn đối với những anh em, những gia đình mình thích cái giải trí cao hơn thì có thể là chuyển cái màn hình này thành cái màn hình Android, thì nó sẽ xem YouTube, Facebook, lướt web vân vân, có thể là xem hoạt hình cho mấy cháu để mấy cháu có thể là giải trí khi mà mình đi siêu thị, đi vòng vòng trong phố. Ngoài ra anh em còn có thể, gia đình mình có thể sử dụng thêm cái bản đồ Google Maps, có thể ra lệnh bằng giọng nói bất kỳ lúc nào. Đối với cái màn hình Android nâng cấp thêm thì gia đình mình có thể tăng thêm tính tiện ích bằng hệ thống camera 360 độ gắn trên chiếc xe i10. Đó là những cái mà gợi ý của Khanh dành cho chiếc xe. Rồi đối với những anh em mà thích về công nghệ thì có thể nâng cấp lên cái đề nổ từ xa trên chiếc xe i10 này luôn. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Chiếc Hyundai i10 gần như là như chiếc xe Mercedes. Rồi, đó là những cái gợi ý của Khanh. Còn tùy theo hoàn cảnh, tùy theo độ chịu chi, chịu chơi của từng gia đình thì mình sẽ có những... Ngoài ra đối với gia đình mình nâng cấp thì có thể Khanh sẽ gợi ý thêm một cái món, đó là cảm biến áp suất lốp. Thì gần như là nếu mà các anh mà mua xe cho các chị thì các chị lái xe thì chỉ biết lái thôi. Còn cái việc mà lốp xe bao nhiêu thì gần như các chị không quan tâm. Thì Khanh gợi ý là một cái món cảm biến áp suất lốp sẽ giúp cho gia đình mình là kiểm soát. Nhiều khi mình quên, mình không để ý thì cái nếu mà nó áp suất lốp nó thấp quá thì nó sẽ báo tít 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 vào. Thì mình cũng đi vá hoặc là mình còn đi bơm thêm, giúp cho cái việc mà tránh hư hao vỏ thì nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều. Sau khi tham khảo xong về giá trang bị trên chiếc xe, những cái gợi ý của Khanh nâng cấp lên chiếc xe thì gia đình mình cảm thấy yêu thích, thì mình sẽ xem tiếp cái phần giá cả chiếc xe. Đây là một cái phần rất là quan trọng để mình rinh chiếc xe về. Giá bán của chiếc xe phiên bản số tự động Khanh đang giới thiệu đây là 376.500.000, một cái giá rất là hấp dẫn tại thời điểm hiện tại Khanh đang chia sẻ video. Còn nếu gia đình mình lăn bánh đủ phí và thuế thì tại địa phương của Khanh, gia đình mình sẽ mua tiền mặt với 5 loại phí quy định của nhà nước, 5 loại phí quy định bắt buộc nha, bao gồm trước bạ 10%, đăng ký xe, đăng kiểm xe, lưu hành đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đây là 5 loại phí quy định của nhà nước mình. Anh em không thể né bất kỳ một cái phí nào trong đây. Thì cấu thành 5 loại phí, gia đình mình sẽ cộng khoảng 43.600.000 nữa. Thì hai khoản lại thì gia đình mình sẽ lăn bánh chiếc xe này là 420 triệu. Rồi, một con số là Khanh nghĩ khoảng tầm 400 thì anh em mình nên cân nhắc chiếc xe này. Một chiếc xe có hệ thống cân bằng điện tử, ở phía sau mình có camera da, cảm biến da, màn hình đầy đủ.
Đối với gia đình mình quan tâm chiếc xe này nhưng mua qua ngân hàng thì chuẩn bị trước giùm Khanh là 133 triệu là tổng tiền để mình đem chiếc xe về, bao gồm tất cả phí và thuế tại địa phương của Khanh, và có cả bảo hiểm vật chất rồi. Phần còn lại thì gia đình mình sẽ trả theo dư nợ giảm dần với số tiền hàng tháng là 6 triệu. Một con số cũng dễ dàng chấp nhận đúng không ạ? Đối với gia đình mua chiếc xe này cảm thấy hay, nhưng mà khi mà tập lái á, mình tập số tự động, số sàn thôi, thì mua thì gia đình mình không dám chạy số tự động, thì Khanh gợi ý cho mình cái số sàn trang bị nó cũng giống như vậy luôn. Thì đối với số sàn bên Khanh bán là 355.900.000, đây là giá bán của đại lý bên Khanh. Còn để mình lăn bánh 5 loại phí quy định của nhà nước tại địa phương của Khanh thì mình sẽ lăn bánh với giá là 396.300.000 là tổng giấy tờ để mình đem chiếc xe về khi mình mua tiền mặt. Còn nếu mà gia đình mình mua qua ngân hàng thì chuẩn bị thấp nhất giùm Khanh là 123 triệu. Đây là con số thấp nhất gia đình có thể chọn trả nhiều hơn để hàng tháng mình ít lại. Với số tiền trả 123 triệu thì phần còn lại mình sẽ trả theo dư nợ giảm dần với số tiền là 5,5 triệu. Coi như là mỗi tháng gia đình mình sẽ trả ít hơn cái chiếc xe số tự động này 500.000. Còn nếu mà gia đình mình cảm thấy chiếc xe số sàn bản đủ nó vẫn là một cái gì đó hơi xa, Khanh gợi ý cho mình một cái thấp hơn nữa, đó là số sàn và bản tiêu chuẩn. Thì đối với số sàn bản tiêu chuẩn, giá bên Khanh bán là 317.700.000. Đây là một cái giá rất là hấp dẫn tại thời điểm này luôn. Còn lăn bánh 5 loại phí quy định địa phương của Khanh thì gia đình sẽ lăn bánh với giá là 354 triệu là tổng giấy tờ để mình đem chiếc xe về, lăn bánh qua ngân hàng, lăn bánh mua tiền mặt. Còn khi mà gia đình mình mua qua ngân hàng thì chuẩn bị trước giùm Khanh là 110 triệu là số tiền thấp nhất rồi. 110 triệu bao gồm tất cả phí và thuế, cả bảo hiểm vật chất. Gia đình mình sẽ trả theo dư nợ giảm dần với số tiền hàng tháng là 4,9 triệu, coi như là thấp hơn cái chiếc xe số tự động là 1 triệu, thấp hơn cái xe số sàn tiêu chuẩn, số sàn bản đủ là 500.000. Đó, 4,9 triệu, coi như là 5 triệu đi, bao gồm gốc lãi và giảm dần theo dư nợ còn lại. Về những cái thủ tục mua xe thì gia đình mình liên hệ trực tiếp với bên Khanh sẽ tư vấn thêm thông tin. Nếu gia đình mình có khả năng mua xe, có khả năng trả nhưng mà không có khả năng chứng minh thu nhập thì đừng có lo lắng, những cái đó hãy để là lý lo. Cảm ơn gia đình đã quan tâm theo dõi video của Khanh chia sẻ. Nhớ những nút đăng ký, đánh dấu chuông để nhận những video mới nhất. Và quan tâm về chiếc xe Hyundai i10 thì đừng quên móc điện thoại gọi điện cho bên Khanh 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm tất cả những cái thắc mắc của gia đình. Xin chào và xin hẹn gặp lại.